Triều Tiên là một quốc gia bí ẩn và hấp dẫn đối với nhiều người. Đất nước này có một chế độ chính trị độc đoán, một nền kinh tế khó khăn và một văn hóa độc đáo, luôn được gắn với danh xưng là quốc gia bí ẩn nhất thế giới. Bởi Triều Tiên luôn khép kín với truyền thông bên ngoài. Hãy cùng mình khám phá tiếp phần 2, những sự thật thú vị về Triều Tiên nhé. 1. Cái tên duy nhất. Kim Jong-un là tên duy nhất được sử dụng trong lịch sử Triều Tiên. Ông là con trai út và người kế nhiệm của Kim Jong-il, người qua đời năm 2011. Tại Bắc Triều Tiên, không ai được phép đặt tên giống như tên của nhà lãnh đạo. Nếu có trẻ em nào có tên trùng với tên của nhà lãnh đạo, khi nhà lãnh đạo lên ngôi, cha mẹ phải thay đổi tên cho con mình ngay lập tức. Đây là quy định đã được áp dụng từ trước khi Kim Jong-il đã ban hành một nghị định cấm đặt tên giống như tên ông năm 2011. Người tiên phong trong việc này là ông nội và cha của hai người, Kim Il-sung, và các quy định cấm trước đó vẫn còn hiệu lực. 2. Giải trí ở Triều Tiên. Theo thông tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông Triều Tiên, nước này hiện chỉ có 3 kênh truyền hình hoạt động, đó là kênh Trung ương, kênh Thể thao và Văn hóa và kênh Mạng lưới Nhân dân. Tuy nhiên, chỉ có kênh Trung ương phát sóng hàng ngày, còn 2 kênh còn lại chỉ phát sóng vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Nếu như vậy, bạn chỉ được xem các chương trình giải trí vào ngày cuối tuần. Đây là một trong những biện pháp kiểm soát thông tin chặt chẽ của chính quyền Triều Tiên đối với người dân. Cuộc sống ở Bắc Triều Tiên là hoàn toàn bị cô lập từ các nơi khác trên thế giới. Công dân của họ sẽ không biết về các tin tức trên thế giới hay xem những bộ phim nổi tiếng. Thú vị hơn nữa, ở Triều Tiên, cần có sự cho phép của chính phủ, bạn mới được sở hữu một chiếc máy tính của riêng mình. 3. Đường giao thông. Theo thống kê của CIA, Triều Tiên có tổng cộng 25.554 km đường giao thông, trong đó chỉ có 724 km được trải nhựa. Điều này có nghĩa là chỉ có 2,83% đường giao thông của quốc gia có mặt đường bằng nhựa, còn lại là đất đỏ hoặc đá. Đây là một con số rất thấp so với các nước khác trong khu vực và thế giới. Để bạn dễ hình dung, tổng chiều dài đường bộ ở Việt Nam là khoảng 300.000 km. Hệ thống các đường quốc lộ được thống kê có tổng chiều dài 17.300 km với gần 85% đã tráng nhựa, gấp khoảng hơn 20 lần Triều Tiên. Và quốc gia có nhiều tuyến đường tráng nhựa nhiều nhất thế giới là Hoa Kỳ với hơn 4 triệu dặm đường, bằng khoảng 6.437.000 km. Đa số những phần đường đã tráng nhựa của Triều Tiên được dùng cho quân đội, các xe cơ giới và ở những trung tâm lớn như Bình Nhưỡng, còn các vùng thôn quê là đường đất hoặc đá. 4. Tôn trọng lãnh đạo. Tại Triều Tiên, việc phê phán hoặc xúc phạm đến những vị lãnh tụ là một hành vi nghiêm trọng và nguy hiểm. Người dân có thể bị trừng phạt bằng cách giam giữ, cưỡng chế lao động hoặc thậm chí là hành quyết nếu có những lời nói không tôn trọng hoặc làm mất uy tín của những người đứng đầu quốc gia. Đây là một phần của chính sách duy nhất của Triều Tiên nhằm bảo vệ sự thống nhất và ổn định của đất nước trước những lực lượng thù địch bên ngoài. Chưa hết, các gia đình đều phải treo ảnh lãnh đạo đất nước trên tường, tại các phòng chính trong nhà. Không chỉ treo ảnh chân dung của lãnh đạo, mà nhiều người còn đeo các phù hiệu, in hình lãnh đạo trước ngực. Việc treo ảnh lãnh đạo đất nước là bắt buộc. Nếu không thực hiện những việc này, thì người dân đó sẽ bị coi là phản quốc hoặc là gián điệp. Những bức ảnh chân dung của lãnh đạo phải được lau chùi cẩn thận bằng một hóa chất đặc biệt. Nếu như bất kỳ ai bị bắt quả tang dùng các vật dụng không sạch sẽ như khăn lau bàn để lau các bức tranh ảnh, thì họ sẽ gặp rắc rối cực kỳ lớn. Có những đội tuần tra giám sát việc giữ gìn sạch sẽ các tranh ảnh. Những người này sẽ đi kiểm tra bất ngờ mà không báo trước cho các hộ gia đình. 5. Đào tẩu ở Triều Tiên. Đào tẩu khỏi Triều Tiên là một hành động nguy hiểm và khó khăn, đòi hỏi sự can đảm và quyết tâm của những người muốn tìm kiếm tự do. Một số người đã cố gắng vượt qua biên giới Trung Quốc để đến các nước thứ ba như Thái Lan, Mông Cổ hoặc Lào, rồi sau đó xin tị nạn ở Hàn Quốc hoặc các nước phương Tây. Tuy nhiên, con đường này cũng rất nguy hiểm và tốn kém vì họ phải trả tiền cho các nhóm buôn người để giúp đỡ. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, có khoảng 100.000 người Triều Tiên đang sống lậu ở Trung Quốc, nơi mà họ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt và trục xuất về quê hương. Trung Quốc đã từ chối cấp phép tị nạn cho người Triều Tiên và coi họ là những người di cư bất hợp pháp. Nếu những người đào tẩu bị bắt ở Trung Quốc, họ sẽ bị trục xuất về Triều Tiên. Những người tội nghiệp này phải đối mặt với hình phạt tra tấn khắc nghiệt và nhiều năm cầm tù, thậm chí là chết trong các trại tù chính trị. 6. Nghĩa vụ quân sự. Rất nhiều quốc gia trên thế giới có nghĩa vụ quân sự bắt buộc, nhưng có lẽ không ở đâu lâu như ở Triều Tiên. Tất cả nam giới trên 18 tuổi phải phục vụ trong quân đội 10 năm và nữ là 7 năm, thậm chí quy định còn lên tới 13 năm. Khi tham gia quân ngũ, những người trẻ ở Triều Tiên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thử thách. Nỗi khổ đầu tiên và luôn thường trực đó là cái đói. Khẩu phần mỗi bữa của họ chỉ bao gồm vài củ khoai tây hoặc ngô. Nhiều người thường tìm cách trốn đi tìm thức ăn
thậm chí là ăn cắp thực phẩm của người dân. Một nữ binh sĩ Triều Tiên đã đào tẩu và kể lại về cuộc sống trong quân ngũ. Cô gia nhập quân đội Triều Tiên cũng như hàng nghìn cô gái khác cùng trang lứa. Ngày đầu nhập ngũ, cô thiếu nữ rất vui sướng khi được phát chiếc máy sấy tóc. Sau này cô mới biết rằng hiếm khi cô dùng đến chiếc máy đó, vì không phải lúc nào cũng có điện. Đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in những tấm đệm rơm trong căn phòng chật kín giường tầng tại doanh trại xây bằng bê tông. Trên nóc tủ là khung ảnh của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành. 7. Học sinh Triều Tiên, trẻ em Triều Tiên được giáo dục nghiêm ngặt. Tuy nhiên, trẻ em nước này có vẻ khá thiệt thòi so với các trẻ em trên thế giới, vì không biết đến các thông tin trên mạng, không biết cả các mạng xã hội như Facebook hay Twitter. Ở Triều Tiên, trẻ em đến trường đều học qua sách vở, ngay cả báo cũng là báo giấy. Xem ra, sách, báo ở Triều Tiên sẽ không phải chịu mối đe dọa không tốt như báo điện tử của các quốc gia khác. Nhìn ở khía cạnh tích cực, đó cũng là một việc tốt, trừ việc trẻ em và người dân không biết thế giới xung quanh mình đang thay đổi một cách chóng mặt như thế nào. Hơn thế nữa, tiêu chí lớn lao nhất của nền giáo dục Triều Tiên, lớn hơn cả việc dạy kiến thức, chính là việc dạy cho trẻ em luôn biết tôn kính lãnh tụ và đời đời tôn vinh lãnh tụ. 8. Sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động lớn nhất thế giới, Rungrado Maizay tại Bình Nhưỡng, thủ đô của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, được xây dựng trên đảo Rungra, nằm giữa sông Tây Đông. Sân vận động có hình dáng giống một bông hoa loa kèn, được khánh thành vào ngày 1 tháng 5 năm 1989, nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Chủ tịch Kim Il-sung, người sáng lập nước Triều Tiên, có sức chứa khủng khiếp, lên đến 114.000 khán giả, tổng diện tích sàn là hơn 207.000 m². Nó được thiết kế để tổ chức các hoạt động thể thao đa dạng như bóng đá, điền kinh, bóng chuyền. Ngoài ra, còn là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của quốc gia như các buổi lễ hành quân, biểu diễn nghệ thuật. Đây cũng là nơi chứng kiến những khoảnh khắc lịch sử của Triều Tiên như cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào năm 2018, là một biểu tượng của sự tự hào và quyết tâm của nhân dân Triều Tiên trong việc xây dựng một quốc gia phát triển và hòa bình. 9. Làng Gyeongdong. Nằm sát biên giới với Hàn Quốc là ngôi làng Gyeongdong, được xây dựng để cho nước láng giềng phía Nam Hàn Quốc thấy tất cả đặc quyền khi được sống ở miền Bắc Triều Tiên. Ngôi làng được xây dựng vào những năm 1950, khi điện là một thứ xa xỉ ở vùng nông thôn, ở cả hai bên biên giới. Ánh sáng xuất hiện trong các tòa nhà theo đúng lịch trình, đường phố được tuần diễu bởi các binh lính, và hình ảnh người phụ nữ lau cửa sổ được nhìn thấy trong suốt 15 năm. Sau này, khi công nghệ tiên tiến, người Hàn Quốc có thể nhìn thấy rõ ngôi làng đó. Thực tế, các ngôi nhà ở Gyeongdong không có gì ngoài những chiếc hộp rỗng. Thú vị hơn nữa, trong nhiều năm, ngôi làng đã mở loa phóng thanh, phát sóng những cuộc diễu hành quân sự trong 20 giờ đồng hồ mỗi ngày. Và với âm thanh lớn, người miền Nam Hàn Quốc cũng đáp trả bằng những bản nhạc rock nổi tiếng của họ. Khi tiếng ồn lên đến mức không thể chịu nổi, cả hai bên đã tắt tiếng và giữ ôn hòa. 10. Du lịch Triều Tiên. Bạn đã bao giờ có ý định du lịch Triều Tiên? Để đến được Triều Tiên, cách phổ biến nhất là bạn phải bay đến Trung Quốc, sau đó phải đợi để được cấp visa đi du lịch Triều Tiên thì mới có thể vào địa phận của đất nước này. Có hai hình thức để đi tiếp đến Triều Tiên. Nếu chọn đi tàu hỏa, lộ trình quen thuộc thường sẽ qua Nam Đông đến thành phố Tân Nghĩa Châu, Triều Tiên, rồi đi tàu riêng của Triều Tiên vào Bình Nhưỡng. Còn nếu chọn di chuyển bằng đường hàng không, sẽ bay trực tiếp từ Bắc Kinh hoặc Thẩm Dương, Trung Quốc đến sân bay Bình Nhưỡng. Ở Triều Tiên, quy định của chính phủ là tất cả khách du lịch bắt buộc phải mua tour nếu muốn tham quan đất nước này. Do vậy, họ nói không với du lịch tự túc. Hy vọng bạn có phút giây thư giãn tuyệt vời. Nếu thấy video này hay, nhớ like, đăng ký kênh mình để cùng nhau khám phá nhiều điều thú vị nữa nhé.